Mua robot giá rẻ tại Việt Nam cực kỳ uy tín và chất lượng hả bạn? Thì các bạn cũng thắc mắc là cái shop kia của mình đâu á, thì cái shop kia của mình thì kiểu bị dính trùng tên với lại một cái shop nào bên Brazil đó bạn, nên đặt nên người ta gửi là không được đặt cái tên nữa, nên đổi thành mua robot giá rẻ nha bạn. Thì trong mua trong shop này thì có những vòng quay mô hình sôi động này, vậy của thế giới này, lượt thẻ may mắn nè, rương thần kỳ robot khủng hoàn toàn mới luôn hả bạn, một cực kỳ uy tín nè, đó có những bạn đã nạp luôn rồi nè, thì các bạn có thể vào ủng hộ shop ha. Và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn với channel của mình ha, mình là Ni đây. Và hôm nay á, mình nghe nói là nó vừa ra cái dạng mới của Luffy nha bạn, đó đó là dạng Snake Man nha bạn, và mình đã thành công rồi nè, mình đã lấy được rồi nha bạn. Và hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách lấy ha, đó cách lấy cũng không có gì là khó đâu các bạn, mà chỉ cần cho mình một triệu Bailey nè, 1 triệu á thì cũng dễ kiếm mà đúng không các bạn. Mà mình cũng để cái code cho các bạn luôn, cái code tổng cộng là 5 code ha, thì một code là reset star và 5 code kia là sẽ lộn 5 code đúng không, một code reset star và 4 code kia là sẽ 900k Bailey nha bạn. Thì các bạn chỉ cần farm 100k nữa thôi là có được cái ghi 4, có được cái ghi 4 của Luffy ha. Đó thì cái đầu tiên á thì các bạn phải đi lấy ha. Mình sẽ chịu các bạn đi lấy trước, thì các bạn phải mua Soru trước ha, thì Soru là mua ở chỗ tổng bộ hải quân nha bạn, đó cái chỗ mà có hai cái gì ô giống núi lửa cái gì lộn vậy vậy chỗ hải quân nha bạn, chỗ hải quân chứ phải tổng bộ, lộn chỗ luyện tập cho hải quân á, đây nè, còn tổng bộ là đây, nhầm 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 đó. Vì đầu tiên các bạn phải chạy qua cho mình tổng bộ ha, đây tổng bộ đây để nhận nhiệm vụ lấy cái G4 á. Ôi sao đi chậm quá vậy, sao cảm chét nó xa xa vậy, trời ơi khổ thiệt. Mình nghĩ mình lấy cái G4 mình bay nó còn nhanh hơn là đi thuyền đấy mày, phải không? Ok các bạn ơi, thì các bạn là chưa làm cũng phải đi thuyền mà đúng không, mình cũng đi thuyền luôn. Để như mình cũng mới nhập code xong luôn các bạn nè, nên mới lên được 1,7 triệu mình nhập lúc đầu là mình có 800 mấy à, mình nhập cái lên 1,7 triệu luôn đó, là 900k Bailey nha các bạn, ngon vãi ra. Biết thế mình đỡ phải farm rồi, mình farm quá trời farm luôn, nhập phát được rồi dở thiệt chứ. Đó thì các bạn cũng có thể nhập cái code, mình để cái code ở dưới cái phần mô tả nha bạn, các bạn có thể vô copy thôi đó, tổng cộng là 5 code mới nha. Rồi sắp tới rồi, trời ơi khổ quá đi, đây tổng bộ đây nhé bạn đó. Còn các bạn phải mua Soru ha, Soru là cái dịch chuyển tay le đó, thì mua ở chỗ hải quân á, hải quân hình như cái ống này nè, cái ống này phải không ta, hay cái ống đằng xa ta, à cái này cái đảo cái ống này nè bạn, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hải quân là cái ống này nè đó. Nhìn từ xa đó nhiều ống giống nhau quá đó, giống cái chỗ này nè bạn, chỗ A Long có cái nhà cũng vậy nè, mà mình nhìn từ cái nhà này mình cũng tưởng A Long luôn. Thì ra nó là tổng bộ nha bạn đó. Mình tới đây sắp tới rồi, rồi tới rồi, thì đi cũng khá là xa hả bạn, thì nếu có gì nếu mà đi lát hồi xa quá thì mình sẽ kiểu tua nhanh ha đó, nhưng mà mình tua nhanh vậy kiểu lỡ mất khúc quá bạn, nên mình để im vậy luôn á, nên nó khá là lâu ha. Thì cũng sorry các bạn ha, nè các bạn cứ mua Soru xong các bạn nhấn F là sẽ Soru được vậy đó, cho nó dễ nha bạn đó. Ui ý, nhìn ai đây vậy, bên này có ai đâu, hello hello này, nhìn mình đây nè đó, nhìn tôi đúng không, ê, biết mà. Giỡn phải chứ nè, hỏi beautiful girl nè các bạn đó, cái gì ta, gái đẹp hả phải không, đúng rồi đó, đây đó các bạn nhận nhiệm vụ đây hai bạn, chỉ một accept nè, tại mình làm xong rồi á nên nó không đưa nhiệm vụ nữa nha các bạn, cái này làm bao nhiêu cấp cũng được ha, nhưng mà tối thiểu các bạn phải phải xài cho mình trái Gomu mới được nha các bạn, bắt buộc các bạn phải xài trái Gomu cho mình nha, tại vì mình lúc mình làm là mình làm bằng trái Gomu á nó mới cho được, chứ mấy trái khác chắc không được đâu ha. Đó thì các bạn tới đây mình hỏi nè, xong rồi bạn accept xong rồi nó sẽ đưa một nhiệm vụ cho bạn tới tới cái thằng lên đảo chơi á bạn đó, đây để mình
lên đảo chơi ha. Trời ơi xa, nó xa, để mình reset về nhé mày. Đó thì các bạn, mình cũng không biết lúc mà các bạn nhận rồi reset có mất hay không á, nên nhưng mà các bạn đừng có reset ha, tại vì cái này là mình chỉ các bạn là mình reset rồi, mình làm rồi nên mình reset nha các bạn, nên các bạn, nhưng các bạn đừng có reset nha, các bạn reset là toàn đấy. Mình không biết reset nó mất hay không thôi, tại vì đảo trời gần gần đây hơn, đảo trời nó kế bên cái gì ta, đảo cát nha bạn, Alabasta hơn đó. Đó mình đi có xíu tới rồi, lát đi tổng bộ qua tới đây nó xa lối bạn đó, thì mình reset về nha bạn cho nó gần. Mình chỉ các bạn thôi, tại mình có rồi, lát thôi mình review cái Gomu cho các bạn xong ha. Cái gì đây, cái tay cong cong béo béo nè. Rồi đây đây nè, các bạn bước xuống nè, có sẽ thấy được cái đảo nhỏ 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 nằm trên biển nha, đó phải không? Ê, bên đây nè bạn, đây này này, lộ 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 lộ, mình chỉ nhầm bên kia, đây nè, đây nè, đó có cái đám mây nằm giữa giữa nè, bạn thấy không? Đó ok, đây 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 đây. Rồi đó tới con quỷ này nè bạn, rồi đó xong đi lên. Ủa cái gì, hết hồn, mình tưởng đám mây có máu mấy bạn, vãi thiệt, đám mây có máu nữa. Rồi lên nè, đó Gibbo thì mấy bạn tự nhảy lố nha, nó đang ghi, đang đợi hồi á, hồi Gibbo là chết đó nha, nguy hiểm vãi đó, nhảy từ từ thôi là lên nè. Đó rồi khi mà lên thì bạn đứng đây mấy bạn chạy vô góc này cho mình nè, solo cho nhanh. Đó các bạn thấy không, chạy chạy xuống ngay góc này nha, đó cái chỗ ngôi nhà nè, đó cái tấm bảng này nè, thấy không, có cái góc đây nè, các bạn chạy xuống cái góc này cho mình ha. Thì các bạn chỉ còn đi xét ở đây là bạn thấy con chim đỏ ở đây không, cái quỷ chim đỏ không. Đó bạn thấy chim đỏ xong các bạn nhận đó, ok không, chơi mình xong nhiệm vụ rồi, giờ nó chửi mình nút đó, các bạn nhiệm vụ của gái đẹp xong rồi tới hỏi quỷ này nha. Đó hỏi nó xong rồi nó sẽ cho bạn một nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ này là cuối cùng nha bạn. Rồi xuống thôi. Ơi cái gì vậy, nhảy phát hết máu giật mình. Đó nhiệm vụ cuối cùng xong rồi nó rồi, các bạn chỉ cần chạy tới đây nha, chạy tới Alabasta luôn, làm kế bên đây luôn á, đó kế bên đã trời luôn nha. Rồi mình solo vô nha cho lẹ đó, xong rồi các bạn tìm tìm cái thằng cha mà núp 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 ở trong ngôi nhà này nha bạn, ở trong nha, chứ không phải là đi vô đây nha bạn. Đó mấy bạn đi vô đây là cái chỗ nhận nhiệm vụ hay mua kiếm gì á, nhưng mà mấy bạn phải dùng ship lock nè, đó phải đi kiểu kè 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 bên này, đó 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 đó, bạn thấy vô nó vô chưa, đó solo vô cho mình đó, xong rồi vô hỏi cái thằng cha núp núp trong này nữa bạn, đó cái quỷ cha núp núp trong này nè, white white man nè, người trắng nè các bạn đó. Rồi bạn chỉ cần nói chuyện với ông ta là ông ta sẽ đưa cho bạn cái ghi bố như bạn với giá 1 triệu Bailey luôn đó. Rồi vậy là mình đã chỉ xong hai bé, bạn chỉ cần có 3 bước thôi, đi tìm 3 người thôi là được ha. Ok giờ mình sẽ thử sử dụng ghi bốn cho bạn coi nè. Rồi thì các bạn bấm chữ B cho mình, à lúc mà biến hình á thì các bạn bấm chữ B đúng không nè, nó giờ nó mất cái dạng như ghi bốn cũ ấy bạn, giờ nó qua ghi bốn này nè đó, thấy không, tự nhiên haki mình haki đỏ luôn, mà biến hình haki đỏ luôn nha các bạn đó, chứ không có phải là biến hình thành snake man đứng tưng 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 như cái ghi bốn kia các bạn, hình như ghi bốn kia dính bản quyền hay sao á nên admin bỏ đó, giờ chỉ còn có đó haki đỏ vậy các bạn. Haki đỏ vậy ha, đó giờ mình xài chiêu Z nha, đó bạn thấy không, các bạn thấy không, các bạn thấy gì không, nó kêu tạch 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 xong rồi tiểu hình như xa quá các bạn, xa quá không có chỗ dội á nên không có đấm được ha nè, nè đó các bạn thấy không, ui 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 ui. Ồ, đã chưa, để chưa hết nha. Nè. Trời ơi, nó múa kìa. Ơi, nó múa lâu kìa các bạn. Mình phải đợi nó dội mới đánh trúng được nha các bạn, chứ không có đánh trúng trực tiếp được nên nó phương có thể chạy tới quém mình rồi. Đó, các bạn đấm vô đây không có trúng được ha. Các bạn thử đánh vô tường cho mình nè. Đó, các bạn thấy không? Mấy bạn phải đánh vô tường nha. Nè, chiêu này cũng vậy nè. Nè. Ủa, chiêu này đánh vô tường được không hả? Vậy phải nhắm vô đối phương nó mới kiểu bay bay xuyên qua tường mấy bạn đó, phải có mục tiêu rồi mới bay xuyên qua tường được. Còn chiêu ít nè, chiêu ít là bạn chỉ ở đâu cũng được luôn đó, đó nó chỉ nó dạy dạy dọa lát hồi nó cũng dọa chúng vô con quái luôn á, đã thì chứ. Đẹp luôn nha bạn,
còn chiêu vé này phải mấy bạn phải chỉ trúng quá hay sao á đó. Lát hồi tại nó chỉ ít lắm mấy bạn, chỉ không nhiều. Giờ con này mình chỉ qua bên này luôn coi đó. Thấy không, giật chú bạn thấy không? Ờ, giờ tới chiêu C ha. Chiêu C mà mình giữ ship lock cho dễ ha, chiêu C nè. Trời ơi, đã. Trời ơi. Các bạn thấy đã không? Nó đấm phải gọi là tuyệt vời luôn á. Nó đấm phải gọi là tuyệt vời luôn á, đã lắm bạn. Đó, giờ mình thử lại chiêu C cho bạn nha, nè. Ồ, tạch, mình còn di chuyển được nữa mà. Đó, Gatlingen, Snakeman. Đó, giờ mình chỉ V ở đây đi. À vậy là không trong tầm mục tiêu là nó không có đấm được nha các bạn. Nó phải kiểu trong cái tầm mục tiêu á nó mới dội chúng nó quái được nè. Đó. Thấy không? Rồi giờ tới chữ X. Wow, nhìn đẹp vãi luôn các bạn. Đó. Rồi chuyên C nè. Hồi đấm rồi. Loại thằng ngọc mà xa luôn nha các bạn. Đấm xa lắm luôn á. Đâu mình thử lại sao, đứng từ đây luôn nha, đứng từ đây nha. Chỗ ra tới linh gân mà đứng đấm một khoảng vậy là mắt xa rồi. Ôi bạn thấy không, xa kìa. Đứng từ đây đấm tới nè bạn, đứng từ đây. Trời ơi xa. Xa kinh khủng luôn. Đó. Lì. Với Snakeman nè. Ôi giỏi. Hay thiệt chứ. Làm hay vãi luôn mấy bạn. Đó. Rồi. Giờ chiêu V nha bạn. Chiêu V là chiêu bay bình thường nha bạn. Đó. Chiêu V là chiêu bay thôi. Đạp rồi đạp để bay gì nữa bạn. Đó. Và đang bay không có xài được chiêu đấm như là ghi bốn cũ hả mày. Đó, chỉ còn như đây thôi. Ok. Đó, khá là mạnh luôn, farm dễ luôn á. Thì dành cho các bạn nào mà muốn lấy thì nhớ mua cái trái Gumu trước ha. Đó, trái Gumu như là 250 nha bạn. Và nhập cái code mình vô là được 900 nữa là các bạn có thể được gần đủ tiền mua được cái ghi bốn này luôn ha. Đó. Rồi. Thì mình để code ở dưới luôn ha. Thì các bạn nào mà muốn thì cứ copy ở dưới đem vào xài ha. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình ha. Thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like, subscribe kênh mình để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Bye bye.